Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau gấp quần áo nha. Thì cái đơn giản nhất là gấp áo thun, thì mình sẽ lật ngược lại một cái mé bên dưới. Sau đó mình sẽ dắt cái tay vô bên trong này. Tại vì cái này là áo nam cho nên mình sẽ gấp làm tư. Do cái tủ của mình nó hơi bé cho nên gấp làm tư là vừa phải. Còn với những bạn nào mà có tủ lớn hơn á thì gấp làm ba vẫn được, không sao cả. Đó là tùy vào diện tích tủ của mỗi người thôi. Cho là mình gấp như bình thường đấy. Nhưng mà bắt đầu đến cái đoạn hay này là khi mình luồn tay vô cái phần mà mình đã gặp ban đầu á, sau đó mình sẽ bọc ngược lại những cái nếp gấp để cho nó không bị bung ra cái đoạn mà mình đã gấp, nó biến thành một khối vững chãi thế thế này. Vậy bây giờ mình chuyển qua gấp khăn nha. Gấp khăn thì khá đơn giản, gấp hình tam giác thế này nè đấy, sau đó gấp đôi theo chiều dọc rồi cuộn tròn lại, tại mình lười cuộn tròn từ dưới lên cho nên mình gấp đôi tiếp xong rồi mình mới cuộn. Thì cái phần cái đuôi nhỏ nè này, co tay này, đó mình chỉ cần bỏ vô trong cái mấy cái kẽ khăn, mấy cái lớp khăn đó là xong, nó không bị xuất ra. Thì bây giờ vẫn là kéo thun tiếp theo, mình vẫn làm theo cái nguyên tắc như vậy, rất nhanh thấy không, cái này do mình tua nhanh đó. Ok, còn đây là đuôi vớ. Thì vớ đầu tiên mình sẽ kiếm cho đủ một cặp vớ giống nhau rồi mình sẽ cùng nhau gấp nó lại giống như thế này nha. Cây vớ đằng trước mình sẽ gấp một xuống một ít, sau đó mình lại cuộn tròn cái phần dưới nè, rồi lại dùng cái miệng vớ cao nhất ấy lật ngược nó lại để bọc mình bọc tất cả vớ lại với nhau đấy là xong. Ok, tiếp theo quần dài. Đây là quần legging của mình, legging giả jean. Ok, thì đơn giản hơn, gấp đôi nó lại, gấp như gấp quần bình thường ấy. Nhưng mà quan trọng là cái phần phải gấp cái phần hình tam giác lòi ra ngoài này, phải gấp nó vô. Sau đó mình gấp cái phần eo xuống, gấp cho đến đoạn độ cao vừa phải, tùy vào kệ hay tủ của mỗi người. Thì mình nghĩ chắc rằng này được rồi, nhưng mà quan trọng là chừa một xíu để khi gặp gặp vô cái phần eo á, nó có chỗ đó, gặp eo như thế này nè. Cái này là sau đó mình thấy ok rồi mình bắt đầu nhét nó vô cái phần bên trong eo để nó cố định, nó không bị bung ra khi mà mình xê dịch. Thì cái cách gấp này là giúp cho không có bị bung ra khi mà mình lấy đồ. Thì cách gấp thông thường. Ở đây là quần đùi nam. Thì cách gấp cũng tương tự thôi à. Gấp đôi. Sau này nếu mà thích thì gấp nhỏ hơn nữa. Đầu tiên là ướp nè. Sau đó rồi nhét vô trong cái phần thun. Mấy cái quần nào có thun á, thì nó khỏe hơn nhiều. Đấy, thế là xong, rất gọn gàng. À, tiếp tục đây là quần xì nam. Quần xì nam thì nó khá to, nó không giống quần xì nữ. Quần xì nam trong mình mặc thì là kiểu quần đùi, cho nên nó cũng tương tự như quần đùi thôi. Gấp lại rồi xong nhét vô cái phần eo là rất đơn giản, nhanh gọn lẹ mà không có bị bung ra lung tung. Đấy, tiện lợi. Cái này có thể đi du lịch được luôn, không cần phải sắp xếp đồ tốn thời gian. Đây là quần, chiếc quần lửng cũng y chang nhét vô. À, còn cái quần xì nữ thì nó khó hơn. Quần xì nữ là hình tam giác cho nên cách gấp của nó như thế này. Đầu tiên mình sẽ cuốn tròn theo chiều từ trên xuống, cuốn nửa chân thì mình phải lật ngược nó lại, sau đó cuốn lên phía trên rồi gặp đôi, gặp ba cái phần lòi ra bắt đầu nè, lại lật ngược tiếp là mình sẽ thấy cái phần, rồi sau đó mình sẽ mở cái phần đã cuốn á và cuốn ngược lại để cho nó ôm hết
cái quần đi thì nó sẽ tạo thành đấy một cái que, một cái que cuộn. Ok, này cái khăn, cái khăn mình thấy cái khăn rất đơn giản và dễ, lại không bị súng bung ra nữa. Rồi lại một chiếc áo thun rất nhỏ thùng, nhưng mà cái theo cách gấp này thì cứ như vậy thôi và nó luôn đều nhau ấy. Này lại một chiếc quần xì nam rất đơn giản, quần legging này nhét vô trong đấy là xong. À đây là áo tay dài ha, áo tay dài thì cũng tương tự vậy à, cũng gấp đôi, gấp cái mé ở dưới để có gì mình lật lại cho nó đơn giản. Đây, mình lật lại thế này để ôm hết phần đã gấp, không bị bung ra. À, cái này đơn giản nè, gấp đôi là xong, không cần phải suy nghĩ nhiều. Lại một chiếc quần xì nam. Ồ không, hai chiếc. Nhưng mà nhanh không các bạn, tại mình tua nhanh gấp 4 lần lận đó. Cho nên nó phải nhanh rồi. À cái quần này là quần mình tự may từ cái quần dài. Ok, đây là mình hướng dẫn cách gấp ra giường. Thì mình tìm 4 góc của nó nè, sau đó rồi gấp nó lại với nhau. Đây, nó như một con vun. Đấy, sau đó mình cũng gấp rồi mình cũng nhét vô trong cái phần thun ấy. Tè tè tè, thế là xong, không bị bung ra. Cái áo này khác biệt nè, tại áo này áo có cái bra bên trong nên không có gấp ba được, nên mình đành phải gấp đôi. Gấp đôi như kiểu xong rồi nhét vô trong như xếp quần vậy thôi. Đấy, đơn giản. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau xem cái tủ quần mình nha. Đó, thì cái cách gấp này nó có tác dụng là rất đều nhau và không bị bung ra khi mà mình xê dịch quần áo. Đấy, chỉ cần đơn giản bỏ vô. Còn xếp khăn thì chỉ cần chồng chồng lên nhau rồi rút ra mà không sợ bị bung những cái khác.